Báo quốc tế nói, cú đạp của Hoàng Thịnh là một trong những pha bóng bạo lực nhất thế kỷ. Cú vào bóng của Ngô Hoàng Thịnh với Đỗ Ung Dũng trong trận đấu câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và câu lạc bộ Hà Nội tại V-League được không chỉ dư luận trong nước mà còn rất nhiều tờ báo quốc tế quan tâm. Tờ Sport Bible của Anh giật tít, cầu thủ Việt Nam gãy chân vì dính một trong những pha vào bóng tồi tệ nhất từng thấy. Tờ báo này còn bày tỏ lo ngại cho đội tuyển Việt Nam khi thiếu Hùng Dũng thời gian sắp tới ở vòng loại World Cup. Chuyên trang thể thao Gimme Sport của Anh thì lên án Hoàng Thịnh khi gọi pha bóng của anh là bạo lực nhất từ trước đến nay. Tờ Marca của Tây Ban Nha còn viết, cảnh quay lại cho thấy chân anh gãy gập, không ai muốn chứng kiến cảnh tồi tệ này. Pha bóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt ở Việt Nam và nhận được sự quan tâm lớn của dư luận. Báo chí quốc tế dành sự quan tâm rất lớn với chấn thương của Hùng Dũng, cho thấy mức độ nghiêm trọng của tình huống vào bóng này là như thế nào. Kết quả chụp chiếu cho thấy Hùng Dũng bị gãy 1/3 dưới xương cẳng chân phải, gồm cả xương chày và xương mác. Đây là vùng dễ tổn thương nhất ở cẳng chân, nguyên nhân do bởi các mạch nuôi xương càng xuống thấp càng nghèo nàn. Bên cạnh đó, xương chày, xương to chịu trọng lượng chính ở cẳng chân, có trụ hình tam giác với mào chày ở phía trước nằm sát ra, nhưng 1/3 dưới là trụ tròn, nhỏ và yếu hơn kết cấu phía trên. Khi gãy, vùng xương này khó liền hơn. Từ lúc trên bàn mổ cho tới lúc bình phục, người bị gãy xương mác cần khoảng 8 đến 10 tuần. Với người bị gãy xương chày, thời gian sẽ là 4 đến 6 tháng. Hùng Dũng bị gãy cả hai nên được chuẩn đoán là rời xa sân cỏ chừng 1 năm. 8 đến 9 tháng là khoảng thời gian trung bình để một cầu thủ trở lại thi đấu sau khi gãy xương cẳng chân. Trong bóng đá thế giới, Henrik Larsson, Divizin Sissé, Alan Smith, Eduardo da Silva, Aaron Ramsey đều sẵn sàng ở mốc này. Có một trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Kieran Dyer, cựu tiền vệ người Anh bị đa chấn thương và cần 17 tháng mới bình phục. Francesco Totti là trường hợp hiếm hoi hồi phục thần kỳ. Hồi tháng 2 năm 2006, đội trưởng AS Roma gãy cổ chân trái, vỡ xương mác, tổn thương dây chằng. Lúc ấy, Totti sắp 30 tuổi, chuẩn bị dự kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp. Dù bỏ lỡ phần còn lại của mùa giải, Totti chỉ mất 4 tháng bình phục thay vì 8 tháng như dự kiến. Trên đất Đức, huyền thoại Roma ra sân với nhiều miếng kim loại, ốc vít chưa được tháo sau phẫu thuật và giúp đội tuyển Italia đoạt cúp vàng thế giới. Sau khi hồi phục về mặt thể chất, thì ám ảnh tâm lý chính là đáng sợ nhất với một cầu thủ. Lúc sau khi bị gãy chân hồi cuối năm 2015, được Manchester United thuê riêng một bác sĩ tâm lý để xua tan nỗi ám ảnh chấn thương, anh từng tâm sự trên Sky Sport: "Tôi đã nghĩ đến chuyện giải nghệ, điều ấy suýt thành sự thật. Nếu tôi về Anh ngay trong đêm, tôi có thể phải cưa chân vì một cục máu đông. May là ca phẫu thuật tại Hà Lan thành công." Aaron Ramsey, sau khi bị gãy chân bởi cú vào bóng của Ryan Southcross, thừa nhận có cảm giác trầm cảm trong thời gian hồi phục. "Tôi từng nghĩ tháng ngày ấy như địa ngục, những bài tập tẻ nhạt, khô khốc hàng ngày. Nếu không nhờ bác sĩ tâm lý, tôi có lẽ không dứt nổi suy nghĩ buông xuôi." Không riêng cầu thủ chấn thương, người gây ra tai nạn cho đồng nghiệp cũng chịu ám ảnh. Cuối năm 2019, Son Heung-min khiến cho Andre Gomez gãy gập cổ chân dù pha va chạm không mạnh. Trong khi nạn nhân gào thét rồi ngất trên sân, Son ôm mặt khóc nức nở. Nhiều ngày sau đó, anh mới có thể ra sân tập và thi đấu bình thường. Đó là những trường hợp dính chấn thương rất nghiêm trọng như Hùng Dũng trên thế giới. Trong số đó, rất nhiều người đã trở lại với phong độ còn cao hơn trước khi bị chấn thương. Có thể thấy, những chấn thương nặng như vậy không phải là không thể trở lại với phong độ cao nhất, nhưng điều đó phụ thuộc rất lớn vào ý chí và quyết tâm của mỗi cầu thủ. Hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm được thấy lại những bước chạy của Hùng Dũng trên sân cỏ trong thời gian sớm nhất.